Vào năm 2000, năm chào đón thiên niên kỷ mới, cửa hàng xe máy Trung ra đời tại địa chỉ 342 đường Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai. Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, ông Trần Văn Tư, với tên thân mật thường ngày là ông Trung, với niềm đam mê xe máy và mong muốn mang đến những sản phẩm chính hãng cùng chế độ chăm sóc tốt nhất cho khách hàng, bằng mọi sự tâm huyết nỗ lực không ngừng, năm 2011, Thép Toàn Trung chính thức được ra đời, cùng đứng vào ngôi nhà chung của Honda Việt Nam. Từ chiếc chìa khóa thành công là sự tin yêu của quý khách hàng với phương châm niềm vui của khách hàng là hạnh phúc của Toàn Trung. Cho đến nay, cái tên Toàn Trung đã mở rộng địa bàn như Toàn Trung 2 tại 123 Trần Hưng Đạo, thị trấn Con Giỡn, huyện Mang Giang, Toàn Trung 3 01 Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai. Đây cũng là hét lớn nhất tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong suốt những năm qua, với những dịch vụ do Honda ủy nhiệm cung cấp các loại xe máy chính hãng từ Honda Việt Nam đến khách hàng, dịch vụ hậu mãi chăm sóc sau bán hàng chuyên nghiệp với các trang thiết bị hiện đại, cung cấp các phụ tùng, phụ kiện, dầu nhớt chính hãng do Honda Việt Nam phân phối. Với sự tận tâm trách nhiệm trong công việc, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tay nghề giỏi, được đào tạo bài bản chuyên nghiệp cùng với thái độ phục vụ ân cần, thân thiện, mong muốn đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng. Mỗi năm, Toàn Trung đã cung cấp ra thị trường khoảng 15.000 xe máy Honda mới, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng khoảng 72.000 lượt xe, hoạt động hướng dẫn đào tạo lái xe an toàn với khoảng 50.000 học viên. Với những kết quả đã đạt được, Toàn Trung liên tiếp đứng tên trong danh sách các hết hoạt động tốt nhất trên cả nước. Đặc biệt năm 2019, Toàn Trung đã xuất sắc đón nhận danh hiệu top 3 xuất sắc trên toàn quốc. Đó cũng chính là động lực để tập thể ban giám đốc và nhân viên Toàn Trung nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Toàn Trung còn tập trung hướng đến các chương trình chăm sóc khách hàng và các chương trình an sinh xã hội khác. Những chương trình thay nhớt miễn phí cho tất cả các dòng xe, các chương trình rút thăm may mắn với tổng trị giá lên đến hàng tỷ đồng, tặng nón bảo hiểm cho các em học sinh đến trường, xây nhà tình thương cho người nghèo, các chương trình cứu trợ đến đồng bào thiếu đói do nắng nóng kéo dài. Chính niềm tin yêu của quý khách hàng là chìa khóa thành công, là động lực để Toàn Trung tạo được chỗ đứng trên thị trường xe máy hiện nay. Với tiêu chí uy tín, niềm tin, trách nhiệm, Toàn Trung mong muốn sẽ là một công ty đóng góp vào sự phát triển không ngừng của đời sống xã hội ngày nay.